Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh tin tức online. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin hấp dẫn về giải bóng chuyền AVC Challenge Cup 2024. Đây là nơi mà các cô gái vàng của chúng ta đang trên hành trình bảo vệ ngôi vương của giải đấu. Mở đầu là những hình ảnh ấn tượng của Kiều Trinh và đồng đội thư giãn sau chiến thắng ấn tượng trước Kazakhstan. Những khoảnh khắc tươi cười và thảnh thơi này cho thấy tinh thần đoàn kết và sự tự tin của các tuyển thủ, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo. Tiếp theo, thông tin khiến người hâm mộ tiếc nuối khi ngôi sao ngoại binh xinh đẹp Trung Quốc, Chen Peiyang, chính thức về nước. Sự vắng mặt của Chen Peiyang là một mất mát lớn cho giải đấu, khi cô là một trong những vận động viên được yêu thích và kỳ vọng sẽ mang đến những pha bóng đẹp mắt. Nối tiếp là thông tin tiếp tục gây nhiều tranh cãi cũng như bình luận từ cộng đồng yêu bóng chuyền thế giới khi Bích Tuyền liên tiếp dội bom cực khủng tại giải AVC Challenge Cup 2024, khiến cổ động viên Thái Lan lập tức đòi kiểm tra giới tính. Những màn trình diễn xuất sắc của Bích Tuyền đã khiến không chỉ khán giả Việt Nam mà cả thế giới phải thán phục, đồng thời tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi. Và cuối cùng là thông tin bất ngờ khi Thanh Thúy chỉ ra bước ngoặt trong chiến thắng Kazakhstan. Trong phần trả lời phỏng vấn sau trận đấu, khiến nhiều người bất ngờ. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong những trận đấu tiếp theo tại AVC Challenge Cup 2024. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, Kiều Trinh và đồng đội thư giãn sau chiến thắng ấn tượng trước Kazakhstan. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục duy trì chuỗi bất bại với chiến thắng 3-1 trước tuyển Kazakhstan ở lượt trận thứ 3 bảng B giải AVC Challenge Cup 2024. Dù gặp đôi chút khó khăn và để đối thủ giành chiến thắng ở set 3, nhưng Kiều Trinh và đồng đội vẫn thi đấu tập trung, tuân thủ theo chiến thuật mà ban huấn luyện đưa ra để kết thúc trận đấu một cách gọn gàng. Ở trận đấu vừa qua, Bích Tuyền là người ghi nhiều điểm nhất cho Việt Nam với 30 điểm, xếp sau lần lượt là Lê Thanh Thúy 10 điểm, Kiều Trinh, Nguyễn Thị Trinh 8 điểm, Tú Linh 4 điểm, Lâm Oanh 2 điểm và Vi Thị Như Quỳnh 1 điểm. Với chiến thắng trước đối thủ được đánh giá khó chơi nhất ở giải, các cô gái Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết, tạo nên bầu không khí thoải mái và vui vẻ. Sau trận đấu, toàn đội đã trở về khách sạn, tận hưởng thời gian thư giãn và hồi phục tại bể bơi. Theo video được ghi lại bởi đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, dù có phần mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng với Kazakhstan, các cô gái Việt Nam vẫn giữ được tinh thần lạc quan và thể trạng tốt. Những nụ cười rạng rỡ và những phút giây thư giãn tại bể bơi cho thấy họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc của hành trình đầy thử thách này. Cảnh các tuyển thủ đùa giỡn trong làn nước xanh mát không chỉ giúp họ hồi phục thể lực mà còn thể hiện sự gắn kết và tinh thần đồng đội tuyệt vời. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, không chỉ thể hiện được bản lĩnh trên sân đấu mà còn duy trì được tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ. Tiếp theo, ngôi sao ngoại binh xinh đẹp Trung Quốc Chen Peiyang chính thức về nước. Hôm ngày 24 tháng 5, ngoại binh Trung Quốc Chen Peiyang đã lên đường trở về nước sau quãng thời gian thi đấu đầy ấn tượng tại Việt Nam. Trước đó, sau khi kết thúc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV9 Bình Điền 2024 hôm ngày 19 tháng 5, Chen Peiyang đã tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc trước khi bay về Trung Quốc. Chen Peiyang, nàng ngoại binh Trung Quốc đầy sức hút, đã gặp gỡ với nhiều cảm xúc và thành công tại Việt Nam. Hành trình thi đấu của cô tại đất nước hình chữ S đã là một chặng đường đáng nhớ, đánh dấu bởi những khoảnh khắc đầy cảm xúc và thành công rực rỡ. Từ lúc đặt chân đến đất nước này, Chen Peiyang đã trở thành biểu tượng của sự kiên định và nỗ lực không ngừng. Cô không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, mà còn là một người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết trên sân bóng. Thời gian qua, cô gái sinh năm 1999 đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Cô được câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An mượn từ giai đoạn một giải vô địch quốc gia 2024, sau đó cùng đội bóng miền Tây dự cúp Hùng Vương 2024 và giúp đội đoạt ngôi vô địch. Ban lãnh đạo đội nữ VTV Bình Điền Long An sau đó tiếp tục mời Chen Peiyang tham dự cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024. Vận động viên người Trung Quốc đã trở thành trụ cột quan trọng của đội. Trải qua 5 trận đấu, Chen Peiyang ghi đến 116 điểm, trở thành tay đập ghi nhiều điểm nhất của đội bóng miền Tây. Không chỉ nổi bật với tài năng, Chen Peiyang còn được yêu mến nhờ nhan sắc xinh đẹp, tính cách dễ thương và vui tính. Cô đã được bình chọn là hoa khôi bóng chuyền của cúp VTV9 Bình Điền 2024, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ không chỉ bằng chuyên môn mà còn qua sự quan tâm, gần gũi với mọi người. Hiện tại, việc Chen Peiyang có tiếp tục được mời tới Việt Nam thi đấu giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 hay không vẫn chưa được đội nữ VTV Bình Điền Long An tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, sự có mặt của cô chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm và kỳ vọng từ đông đảo người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam.
Tiếp theo là thông tin sốc đang nhận được nhiều sự quan tâm bình luận từ người hâm mộ khi Bích Tuyền dội bom cực khủng, cổ động viên Thái Lan lập tức đòi kiểm tra giới tính. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ hạng 31 thế giới Kazakhstan tại lượt trận thứ 3 bảng B AVC Challenge Cup 2024, qua đó xây chắc ngôi vị đầu bảng. Trong trận đấu đầy kịch tính này, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tỏa sáng rực rỡ với 30 điểm ghi bàn, trong đó có 26 điểm từ các pha tấn công, 3 điểm từ các pha chắn bóng và 1 điểm từ cú Acer. Dù được đặt ở vị trí chủ công, Bích Tuyền đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đến chiến thắng ấn tượng 3-1. Tuy nhiên, sau khi Liên đoàn bóng chuyền châu Á cập nhật kết quả trên trang chủ, bức ảnh của Bích Tuyền đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đáng tiếc, một số cổ động viên Thái Lan đã không kiềm chế được sự phẫn nộ và để lại những bình luận khó nghe, nhắm mục tiêu vào vấn đề nhạy cảm về giới tính của cầu thủ của chúng ta. Các tài khoản này không ngừng đưa ra những yêu cầu không hợp lý, kêu gọi Liên đoàn bóng chuyền châu Á vào cuộc điều tra. Điều này đã làm nổi lên một trạng thái căng thẳng trong cộng đồng yêu thể thao, đặc biệt là giữa hai đội bóng chuyền cạnh tranh. Tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan, Thairat đã đăng tải một bài viết đầy chất vấn về vụ việc của Bích Tuyền tại Challenge Cup 2024, mang tựa đề "Tiết lộ lý do Bích Tuyền thi đấu ở Challenge Cup 2024 mà không cần quan tâm đến lùm xùm về yêu cầu kiểm tra giới tính". Trong bài viết đó, tác giả đã đề cập đến việc Bích Tuyền mới chỉ trở lại đội tuyển quốc gia sau những tranh cãi xoay quanh vấn đề giới tính. Đồng thời, bài viết trích lại tuyên bố của phát ngôn viên Liên đoàn bóng chuyền châu Á, AVC, sau khi nhiều người hâm mộ Thái Lan đặt câu hỏi về thủ tục sàng lọc giới tính của AVC và FIVB. Theo phát ngôn viên này, Bích Tuyền chỉ cần có giấy khai sinh ghi rõ giới tính là đủ để đáp ứng tiêu chí của AVC. Đồng thời, AVC cũng đã mạnh mẽ phản đối việc thực hiện các xét nghiệm giới tính vì điều này không chỉ vi phạm các quy định mà còn là sự xâm phạm vào quyền lợi và nhân quyền của các vận động viên tham dự giải. Bằng việc đưa ra những thông tin và lập luận chính xác, bài viết này không chỉ giúp làm rõ vấn đề mà còn góp phần đẩy mạnh cuộc trò chuyện và nhấn mạnh vào tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của các vận động viên. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên mà truyền thông Thái Lan đã đặc biệt quan tâm đến các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những người thuộc đội bóng LPB Ninh Bình. Tuy nhiên, những phản ứng và bình luận này chỉ làm tăng thêm sự căng thẳng và gắn kết của đội tuyển nữ Việt Nam khi họ phải đối mặt với những áp lực không cần thiết từ phía đối thủ. Và cuối cùng, Thanh Thúy bất ngờ chỉ ra bước ngoặt trong chiến thắng Kazakhstan. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thể hiện lối chơi áp đảo trước đối thủ xếp hạng 31 thế giới. Mặc dù gặp đôi chút khó khăn ở set 3, Bích Tuyền và các đồng đội vẫn giải quyết trận đấu một cách gọn gàng. Ở trận đấu này, chủ công Trần Thị Thanh Thúy vẫn được bố trí ngồi ngoài theo dõi các đồng đội thi đấu. Với góc nhìn trực quan, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn về chiến thắng của đội tuyển ngày hôm nay. Toàn đội rất vui với chiến thắng ngày hôm nay. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong set 3 khi cầu thủ số 4 của đội bạn phát bóng quá tốt. Bước 1 của Việt Nam dường như đã bị phá vỡ. Trong một buổi họp đội trước trận đấu, huấn luyện viên Tuấn Kiệt nói với các cầu thủ, chúng ta không chỉ đang thi đấu để giành chiến thắng cho bản thân mình, mà còn cho cả quốc gia và những người hâm mộ yêu mến chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu cao độ và không bao giờ từ bỏ cho đến phút cuối cùng của trận đấu. Với tấm vé vào vòng bán kết đã sẵn sàng trong tay, các cầu thủ đã cảm nhận được áp lực lớn đè lên vai mình. Thanh Thúy, đội trưởng, đã nắm lấy cơ hội để nói với các đồng đội, chúng ta đã có những chiến thắng đầy uy lực, nhưng không thể chủ quan. Chúng ta cần phải duy trì tinh thần quyết tâm và tập trung cao độ trong từng bước di chuyển, từng pha bóng. Trận đấu với Indonesia không chỉ là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh của đội tuyển, mà còn là cơ hội để chứng minh rằng họ xứng đáng là người tiếp theo trong danh sách các đối thủ cạnh tranh cho ngôi vương. Sự tự tin và tinh thần chiến đấu của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ được đặt vào thử thách cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Dù đối diện với một đội hình trẻ tuổi của Indonesia, đội tuyển Việt Nam không hề chủ quan. Họ sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, biết rằng mọi trận đấu đều quan trọng và không có trận đấu nào dễ dàng. Mục tiêu bảo vệ chức vô địch không chỉ là sứ mệnh của riêng đội tuyển, mà còn là niềm tự hào của cả một quốc gia, và họ sẽ không ngừng đấu tranh cho nó.